Tôi rất buồn khi nghe có những nhà sư chê trách khiển trách về bé. Đôi lúc còn nói bé là ma quỷ. Như vậy thì tâm mình, khi mình nghĩ người ta là ma quỷ, tức là tâm mình đã có, ta nói hả, gieo nhân gì thì mình gặt quả ấy. Còn bé với một nét mặt, đôi mắt long lanh tươi sáng, nét mặt tròn hảo với đầy đủ tướng tốt, lời nói ra rất là nhẹ nhàng, êm ái, lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết khuyên người đời ăn chay làm lành và niệm Phật. Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cô xin chia sẻ với đề tài của bé Tường Lam. À, là vì cô cũng xem qua đôi clip về bé Tường Lam, thì cô cũng muốn nói lên nguyên nhân mà bé Tường Lam về trong cái lúc thời cuộc chúng sanh đang khó khổ, và cũng là thời kỳ trong cái thời kỳ hạ nguyên mặt pháp này, mà lại vì sao mà phải có mặt bé Tường Lam, là một vị mà theo cái quan niệm của cô, của tôi, là vì tôi thấy bé Tường Lam rất là có nhiều ưu điểm, mà tôi đã có nhiều điều để tâm đắc. Bé như là một đóa hoa sen thuần khiết, trong trắng, gương mặt sáng ngời. Theo lời Đức Phật dạy thì con người có đủ thân tướng tròn hảo, tròn đầy, tướng hảo quang minh, thì ấy là không phải là một vị phàm phu, nó cũng là trong nhiều đời nhiều kiếp có tu hành nên có một cái thân tâm thoát, tâm và thân thoát tục như vậy. Tại vì một đứa trẻ mới có 5-6 tuổi mà biết cái gì về đạo pháp, ăn chay niệm Phật, tu hành, biết gieo vào lòng người những lời đạo pháp khuyên ăn chay niệm Phật, và bản thân bé cũng đã biết ăn chay niệm Phật, mà trong cái lứa tuổi còn thơ ngây háo ăn, mà sao bé làm được những cái hy hữu vậy? Tại vì vậy thì sao? Tôi xin có câu hỏi, xin hỏi lại mọi người hãy tự suy ngẫm mà xem xét quy về bản thân của chúng ta. Hôm nay có nhiều vị nhà tu phạm hạnh tuổi cao đức trọng, mà chúng ta có làm được những điều bé đã làm được hay không? Mình có một tiếng nói để có thể bao nhiêu cộng đồng hướng về hay chưa? Mà có đôi lúc tôi rất buồn khi nghe có những nhà sư chê trách khiển trách về bé, đôi lúc còn nói bé là ma quỷ. Như vậy thì tâm mình, khi mình nghĩ người ta là ma quỷ, tức là tâm mình đã có, ta nói hả, gieo nhân gì thì mình gặt quả ấy, hoặc là mình đã có, như đã có cái tâm đối kỵ giống như tâm ma tâm quỷ, mới nghĩ người khác như vậy. Tâm ma là như thế nào? Tâm ma có nghĩa là mình sân si, phiền não, ái ố, và còn tham lam, còn trộm cắp, còn làm những điều hung ác mà người đời cho đó là ma, là quỷ, là đáng kinh, đáng sợ. Còn bé với một nét mặt, đôi mắt long lanh tươi sáng, nét mặt tròn hảo với đầy đủ tướng tốt, lời nói ra rất là nhẹ nhàng, êm ái, lễ độ, biết kính trên nhường dưới, biết khuyên người đời ăn chay làm lành và niệm Phật, biết mở lòng từ bi chia sẻ những mảnh cơm hạt gạo để giúp cho những người nghèo khó. Và còn cái ăn chay của bé mà người chúng ta không có thể làm được, mình nói tiếng ăn chay chứ mình còn biết cái này ngon cái kia dở, để mà mình còn biết tâm phân chia
ăn cho nó thỏa thích cái miệng của mình. Còn đối với bé, cái ăn chay của bé rất là đặc biệt, nó không thể ăn miếng cao lương mỹ vị mà chỉ ăn với thuần khiết bằng trái chuối mà thôi. Vậy thì theo ta có câu hỏi, sao ta không nghiên cứu lại? Vậy thì bé là ai? Hay là một vị mà tạo hóa đã ban cho ta trong cái thời kỳ ma cường quỷ lộng mặt pháp này, để cho người đời thấy đó là tấm gương lành mà nương theo, mà tu hành làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật, không tham lam, không ham miếng ngon vật lạ. Vậy thì theo cái suy nghĩ của tôi nhìn thấy, theo quan niệm riêng của tôi cảm nhận bé không phải là một vị mà như các vị nghĩ đâu. Bé là một đóa hoa sen tinh khiết thuần trắng. Vậy thì tiền kiếp này của bé đã nhiều đời tu hành, có thể tôi không dám nói bé là Phật thánh tiên tái thế, mà bé là một vật, một một đề tài, một bài toán, một cái câu đố để cho chúng ta nhìn theo đó mà làm bài, mà noi theo, mà học. Không, bởi vậy Đức Phật thường nói, con người tu cao hay thấp, không phân biệt là tu lâu hay tu mau, không phân biệt là người khôn hay kẻ trí, mà người nào biết tu đúng theo đường Phật Pháp, biết giác ngộ tu hành, biết nói cho người ta hiểu được và ăn chay và biết hướng thiện, đó là người đó có một cái pháp cao thượng nhất và quý báu nhất. Và những ai đã làm cho bao nhiêu người được hướng về họ trong một bài pháp ta giảng chỉ đôi người nghe, là ta chỉ là bậc thánh. Ta giảng cho trăm người nghe, ta chỉ là đôi bậc tiên. Ta giảng cho hàng vạn người nghe và biết hướng thiện, và toàn nước trong ngoài không phân biệt đang hướng về và biết nghe theo, biết làm lành lánh dữ. Như vậy thử hỏi là ai? Nồi của chúng ta đang nấu đó, đúng như câu bé Tường Lam có nói, biết bao nhiêu giọt nước mắt và sự oán hận mà chúng sanh đang phẫn nộ. Vậy thì nếu ta cứ mãi vì miếng ngon khẩu vị của mình mà ăn nuốt chúng, thì bao nhiêu cái oán hận càng ngày giống như một cái sự bức bách đưa vào tâm ta, thì lâu ngày dài tháng nó sẽ trở thành một khối u. Cho nên chúng ta phải mang đi những cơn bệnh hiểm nghèo, quái ác, không thuốc trị. Đó là những cơn bệnh ung thư, những cơn bệnh dịch giả, những cơn bệnh không có thuốc trị. Đó là sự oán hận của chúng sanh mà chúng ta đã tự đem vào thân mình, giống như mình tích tụ những cái thuốc độc vào thân ta, lâu ngày nó sẽ phát tán. Cho nên chúng ta phải nên dừng lại, mà không nên ăn nuốt chúng sanh nhiều nữa, mà phải trả lại. Bên cạnh đó, ta còn phải mở lòng từ, còn biết thương yêu đồng loại của mình. Vì đồng loại của mình mà mình không biết thương yêu, mình còn nỡ tranh đấu với nhau, hơn thua được mất với nhau vì miếng cơm manh áo, thì cái lòng từ của ta làm sao ta mong cầu, ta tu hả, ta thành Phật được, ta niệm Phật cho nhiều, mà mình có hiểu rành cái ý nghĩa niệm Phật hay không? Trong lời Đức Phật có dạy, hãy niệm Phật cho rành. Vậy thì ta phải đặt câu suy luận, niệm Phật rành là như thế nào? Niệm Phật cho rành tức là ta phải nghĩ nhớ tới Đức Phật. Đức Phật hàng ngày ngài luôn lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sanh, ba giới bốn loài, ngay cả một con vật nhỏ nhất ngài cũng không nỡ dẫm lên như con kiến. Vậy thì chúng ta hôm nay niệm Phật mà không thể làm được giống như Phật, hàng ngày còn nồi da sáo thịt, còn ăn nuốt chúng sanh, còn hơn thua được mất, vậy thì chúng ta chẳng phải niệm Phật mà chỉ đọc danh hiệu ngài mà thôi.
Còn nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải mở lòng từ như Đức Phật, phải thương yêu tất cả nhân loài muôn sanh. Vậy chúng ta có hiểu ý nghĩa mình ăn chay như thế nào không? Ăn chay không phải thành Phật, thành tiên. Tất cả những con trâu bò nó đâu có ăn thịt chúng sanh, mà nó cũng không thể thành Phật tiên được. Vậy ta ăn chay là ta phải tăng trưởng lòng từ bi, thương yêu tất cả muôn loài, không nỡ thấy chúng, mà không nỡ cắt cổ, nhổ lông, để ăn nuốt chúng cho thu vui thích cái khẩu miệng, mà cho người ta phải đau đớn, phải chịu chặt nấu vì cái khẩu vị của chúng ta hôm nay. Cho nên ta ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, yêu thương tất cả mọi loài, không nỡ thấy chúng sống mà giết cho chúng chết. Còn lòng từ của chúng ta đã nở tăng trưởng rồi thì ta phải mang lòng bi. Lòng bi là ban rải cho tất cả pháp giới hữu tình này yêu thương, mạnh giàu thì phân chia giúp đỡ cho người nghèo khốn khó khi cần ta. Ta dầu một việc nhỏ ta cũng không bỏ qua, dầu một phước tội lớn ta cũng không làm, phước nhỏ phước lớn tùy theo công đức của chúng ta làm được, tùy duyên ta sẽ làm. Cho nên bé Tường Lam sinh ra đời có mặt hôm nay tuy rằng mới 4 năm tuổi, mà thật đúng theo lời Đức Phật dạy là đã niệm Phật rất rành, nghĩa là bé biết niệm Phật, tụng kinh lễ Phật, nhưng bé biết mở lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh. Và khi ai đối với bé, bé cũng mang tâm thương yêu và tha thứ, không hề hoảng hận. Vậy là bé niệm Phật rất rành đó quý vị bà con. Vậy thì chúng ta dầu cho một người cao tuổi 50-70 tuổi mà khi không hiểu được cái lý của pháp môn niệm Phật, hoặc là chúng ta không rõ được cái nhân quả, do có nhân ắt có quả mà chúng ta cứ mãi tạo gây, thì dầu 70-80 tuổi hay tu hành nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta cũng mãi trôi lăn trong sanh tử, cũng mãi làm thân chúng sanh đau khổ. Cho nên còn những ai người ta tuy rằng còn nhỏ mà người ta biết hướng Phật và biết giác ngộ và biết thực hành theo đúng lời Phật dạy, thì dầu cho người ta tuổi nhỏ hoặc tu cao tu thấp thì đó người ta cũng được giải thoát. Và như vậy cho nên Phật thì không phân chia lớn nhỏ cao thấp, và cái sự công năng tu học lâu hay mau mà là do sự giác ngộ của con người giúp cho con người đưa đến tri kiến giác ngộ và giải thoát, giúp cho người tu bằng cái tâm chân thật, thật tâm, thật tu, thật học và thực hình hành theo lời Đức Phật dạy. Vậy thì chốt lại theo lời kết luận của tôi cảm nhận được bé Tường Lam mà là một vị xuất thế gian, có nghĩa là Đức Phật tất cả tấm lòng nguyện cầu của pháp giới này mà quý Phật tử đã nguyện cầu, thì hôm nay Đức Phật đã ban cho chúng ta có một con người xuất thế gian như vậy để giúp cho chúng ta, cảnh tỉnh cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy nên lấy đó làm tấm gương sáng mà noi theo, chứ đừng vì một sự sân hận đối kỵ mà phân chia, mà lại còn đưa đến cái nhân quả xấu ác. Tại vì Đức Phật nói ta phải tùy hỷ công đức. Nếu ta không làm được cái việc phước thiện, hoặc ta không làm được những điều tốt mà người khác đã làm, ta hãy nên hoan hỷ, tùy hỷ và vui theo. Đó là công đức tùy hỷ sánh bằng như nhau. Đó là công đức tùy hỷ mà tôi xin phép thưa với các vị nhà sư, các vị có tu học, có xuất gia theo đạo, thì các vị cũng đã hiểu rằng công đức tùy hỷ là vô lượng. Vậy ta nên hãy tùy hỷ công đức khi ta không làm được mà vẫn vui theo cái hạnh lành của người khác,
thì phước báo đó ta vẫn có được như nhau. Vậy ta hãy nên hoan hỷ mà suy ngẫm lại, nên đừng đối kỵ với một đứa bé còn rất nhỏ, nó đáng con cháu của mình. Nếu như con cháu của mình, bản thân của mình còn chưa chỉ dạy con cháu mình được như vậy, thì mình phải lấy làm hổ thẹn chứ có đâu mình lại còn phải chê bai người khác khi người ta làm được điều hay điều tốt. Như vậy mình mang tâm quá nhỏ hẹp. Cho nên hôm nay tôi tính chia sẻ nơi đây không phải là gì, không phải là chê trách hay là xin sám hối với những ai đã không hoan hỷ về những lời nói của tôi, thì tôi thành tâm xin sám hối. Và tôi xin chia sẻ nơi đây để đây là vì cái lòng từ bi mà tôi đã yêu thương tất cả đến quý vị, đến những ai có mặt cũng như không có mặt, những ai đã chưa làm được hành lành thì cũng nên hoan hỷ mà tùy duyên. Xin đừng thấy người khác làm được mà mình lại chê bai khiển trách, đó là mình có tội lại chồng thêm tội. Còn những ai làm được, ta không làm được, thì ta nên hoan hỷ vui theo, đó là ta có phước lại thêm có phước. Cho nên xin quý vị hãy hoan hỷ, hãy dừng lại những cái tâm hơn thua được mất, và hãy lấy tất cả mang tâm bình đẳng. Đức Phật dạy chúng ta hãy sống với nhau bằng tâm thương yêu và bình đẳng bác ái vị tha. Nên trời lặng ông chết trong cái quán hận, bởi người ta nói cái cộng tự nghiệp rất quan trọng, mình phải niệm Phật mấy được về Phật, cũng như cái cây con đốn đâu ngã đó đó, thì khi con lâm chung con hướng Phật thì được Phật độ, mà hướng sân si thì không bao giờ siêu thoát được. Vì lúc ổng chết ổng quán hận á, ổng đang chiến tranh bùng nổ mà ổng trong cái hung tợn của ổng, ổng không có vải cái tâm tu á, thành ra ổng sân hận thì chết ổng lại còn quán hận nên ổng đâu có siêu thoát được. Mà ổng trôi lăn biết bao nhiêu trăm kiếp, mấy trăm kiếp rồi á, mà ổng gặp đủ duyên ông này ổng nhập vô á, thì ổng không có cái miệng để nói. Thì sau đó cô nói xong cái đồng ý. À, cô nói nếu đồng ý thì lễ Ngọc Hoàng đi, rồi cô đưa qua bên A Di Đà của quyền để cho quy y, xong lại Nam Mô A Di Đà Phật, mọi nhà khóc hù hù luôn, cũng như là người ta mừng á. Con cháu thấy ông nói chuyện mà ông cử động được, cứ thôi là ông ngồi trơ trơ vậy à. Xong cái qua cái cô quy y là cô đọc hết bài nguyện quy y, đọc theo ro ro luôn, ở nhà mừng quá, hết ra mừng luôn. Bắt đầu quy y cho xong, cô quy y cho ông đó, rồi xong quy y cho thần căn trên ổng, quy y đưa cái vị đó về trường, và cô hồi hướng tâm bồ đề mà biến cho cái đầu ông đó, cũng như cô hưng khởi bồ đề tâm cho cái đầu ông đó mọc lên đàng hoàng, thổi căng cho được đầy đủ để mà quy y. Xong thì ông đó, cái dông đó đâu hoan hỷ quá, đã mừng bắt đầu ta siêu siêu. Thì một thời gian mấy tháng sau thì gia đình điện cho cô, mời cô có xuống chỗ cô, xong mời cô lên nhà để thỉnh Phật lên thờ để tu tập. Thì độ được vợ ăn chay trường luôn, em ăn chay trường, và ông đó ngày xưa không biết ăn chay trường, bây giờ ăn luôn rồi. Thì làm Đức Phật thầy về điển, không cho vợ lại gần. Thì cô mới nói các vị hoan hỷ đi, cô tôi biết các vị là củ quyền, nhưng mà hình tướng của Đức Phật thầy là để đâu già vậy nè, đôi lúc cũng là có các ngài đó độ nữa, nhưng mà bây giờ ta là người chồng, ta thiếu duyên nợ với nhau, thì phải cho gia đình ta sống cuộc sống của vợ chồng chứ. Nếu như các vị làm như vậy, chia rẽ vợ chồng ta, tan nhà nát cửa, thì các vị sẽ có tội. Thì thôi Đức Phật thầy chuyển, thì hôm nay chuyển về cô về tu, còn của quyền á, ai có giữ cái xác này cũng nên đừng có khắt khe quá, để cho người ta sống một cuộc đời bình thản tại gia mà ta tu hành, ta làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật là được rồi. Thì sau đó thì 2-3 ngày sau vợ báo cô là giờ là gần chồng được rồi. Hồi đó là gần ổng là ổng ngồi dậy á, ổng ngồi dậy đi vô khác á, bà nói ổng đang ngủ vậy, mà con vô phòng lên nằm gần ổng, cái ổng ngồi vậy ổng dùm con cái ổng bỏ ổng đi chứ khác, không cho ngủ chung hả con. Rồi bây giờ cho rồi, thì cô bữa đó cô nguyện xin là cho rồi. Thì cái vị đó là ở gần Giáp Ranh Cà Mau đó, để thành ra
cô có lại nhà một lần rồi, cô cũng có số nữa rồi, thôi mời mốt lên cô thăm cô mà cô cũng không có quan trọng, khi mà cô giúp ai rồi là cô quên hết, là không có để ý tới cái quỹ như là quỹ bên Mỹ vậy đó. Nói sau này con về con lo cho cô tu, chứ cô cũng mất mà cô không có số điện thoại, tại vì là cô chỉ nói chuyện bằng máy của người em đi rồi là cô xong rồi, là cũng hết hết nhân viên mình rồi, mình cứ việc tới người khác, chứ mình nếu mà mình giúp một người này mà mình đeo vô người này là coi như mình đi vô cái gì hết, mình đi vô cái danh này cũng hay á, cho nên cô gọi là cô bỏ rồi là cô xóa hết trơn, là cô không biết để ý đến ai hết mà không biết. Thì báo với cô là bây giờ được lợi gần chồng rồi, thì giờ hai vợ chồng cùng bán sống hạnh phúc với cô ha, bán hủ tiếu, chứ ngồi xưa ổng không làm, ổng làm dài dào à. Thì bây giờ mình cô nghĩ ở đây là cũng Phật pháp rất là có một cái sự nhiệm màu, nhiệm màu mà cũng có cái phần tâm linh tâm cho linh. Đến ai mà nói, nhưng mà mình quan trọng là cô không nói mà cô hành, cô là đủ duyên cô mới nói, chứ cô không có ngờ nói tới ngày để quay danh mình ra đâu. Nhưng mà ổng nói con câu thì cô trả lời là chú ngồi vậy á mà chú giúp ích được bao nhiêu người, rồi lại là nếu mà chú nói về mê cái hay của chú tôi mới học, tại vì người mê là cũng giống như là mình làm mỗi việc gì mình bất chấp, miễn mình đem được cái lợi ích cho mình thôi, cái đó đó là mê danh mê lợi, mê tình mê dục mê ái. Còn những cái đó đối với cô đâu có những trong những cái đó, vậy là cái này gọi là tỉnh hay mê. Mà cô làm những điều mà nào mà đúng với cái trái tim của cô là giúp cho người đó sống khỏe mạnh, sống ăn vui hạnh phúc, và họ biết hướng Phật. Đây là cô thực hành theo cái hạnh lành Đức để lại. Giả lại là Đức Phật đó. Giả lại là cô tu, hôm nay cô hết của chú sinh. Bây giờ như chú là cư sĩ, cô không nói, còn cô là người xuất gia nè. Mà cô đã có đại nguyện rồi, khi chúng sanh cần con nguyện chẳng nào dân lao khó nhọc. Mà bây giờ khi người ta cần cô giúp nè, bây giờ cô lẽ cô đi thoái thác. Mà hàng ngày cái ăn cái uống đều là của chúng sinh hết. Cô từ bao lâu rồi cô đâu làm gì ra tiền của. Thì bây giờ cô phải sống, sống đây ta sống cho nhân loại, ta có quyền đâu sống lấy mình, thì cô phải thực hiện mấy cái câu này. Vì tôi sống đây là cô vì nhân loại, mà nhân loại nuôi cô, chúng sanh nuôi cô, mà bây giờ cô phải sống cho chúng sanh khi nào chúng sanh cần cô. Bây giờ nếu mà chú nói tôi cô mê tín tâm linh, khi những cái ông nãy đó mà cô không có một chút xíu gì đó, rồi làm sao người ta hướng ăn chay đây, người ta hướng tu gia đình ta hạnh phúc đây. Vậy mình ích kỷ hả, mình sống như vậy là mình quá bổn sẻn. Mà tâm mình tâm bổn sẻn là tâm ngạ quỷ, tâm từ bi mới thương yêu mới là tâm Phật chứ. Cho nên cô mới tốt. Vì là tại sao mà cô phải đi tới đó, vì cái nơi Cà Mau là người ta nghiệp sát không à, nuôi nhốt chúng sanh không à, cho nên màn này mình phải cứu người ta chứ. Cho như vậy mà cô vừa qua cô bị đuổi cóc, cái ổng có cái cóc thiền ngon lành lắm mà cô lại cô ở, mà cô hứa là cô không đi đâu á thì mới cho cô ở. Lúc đó cô chưa có cất cái cóc này đâu, ổng cái cô nói nếu chú nói như vậy cô không nhận, cô đang cần nhưng không nhận, tại vì cô tu chúng ta ở tù. Nó biểu giam cô ha, giam tu mà không cho cô đi đâu, biểu cô ở chỗ, ý là ổng muốn cô ngọn chỗ, nói như ổng vậy đó. Cô nói mọi người có duyên, chú không đặt để cô giống chú, mà cho cô cũng không, chú hàng cư sĩ, chú nói người ta không nghe bằng cô đâu, cô nói thiệt luôn mà, cho ổng tỉnh cái. Vì là cô nói mình tu đừng nên chấp pháp, cô hôm nay bước về đây là cô không chấp pháp rồi, phải sao mà cô hòa đồng với mấy chú, ăn cơm chung với mấy chú, cô rất là sống một cái khiêm hạ, không có coi cô là nhà sư. Cô hạ hết tất cả bạn ngã, cô về đây cô tu tập là cô luyện cái tâm cô. Tại sao mình lại chấp ngã chú, tất cả Đức Phật, tại sao mình không thấy cái chữ hòa hảo của Đức Thầy đặt ra. Đức Thầy rất nhìn xa thấy rộng, Ngài biết đệ tử Ngài sau này nó sẽ chấp pháp đó, Ngài cho chữ hòa hảo, mà tại sao mình không hòa mà không hảo gì trơn hả? Mình chắc quá đi, mình đối kỹ ha. Nói là cô biết sao mà tôi còn xem thường cô không, tôi không tôn trọng cô. Vì cô điểm hỏi cô nói cái việc xem thường hay tôn trọng đó là chuyện của chú. Chú tôn trọng tôi thì chú có hảo tướng quang minh sau này tốt đẹp, tại vì gieo dân gì được quả nấy.
Còn chú xem thường, chú khinh bai thì sau này chú không có được cái duyên lành làm người xuất gia. Không có được hưởng trái ngọt đâu cô ơi. Tại vì tăng ni là người thay thầy thế Phật mà tiếp chúng độ đời, là cái người sứ giả của Như Lai. Mình không tôn trọng cái người hiện tại, làm sao tôn trọng Phật Hồng Quang Bóng. Tại vì bây giờ cô nói thiệt, như cha mẹ con đi, sanh con ra đẻ con nên giáo linh hình để nuôi con khôn lớn, định vợ gả chồng và cho con biết con đường tu hành. Mà con bất hiếu cha mẹ con, tối ngày có của dưng vô chùa hoặc đi lại Phật cầu cầu Phật không à, về đúng, nhà đối xử cha mẹ bất hiếu. Vậy thì con đâu có phải là và tu theo đạo Phật đâu. Tại vì cha mẹ là hai ông Phật sống mà. Sống trong nhà đó cô. Vậy thì hai ông Phật sống có trước mặt thận sự là nuôi mình nương nhờ nè, mình không tôn trọng vậy sao mà mình tôn trọng ông Phật không thấy được. Phải không? Vậy là mình dối, mình dối cái tâm mình. Yeah. Cho nên cô á thì không có nói pháp cao như các vị đó, là ngày tháng điêu luyện lắm nha, nói ngày xong nói đêm, nói ngày nói đêm đưa vô hành không thấy. Chê không mà lại nói cô biết không? Cô thì tánh rộng rãi lắm á. Có nhiều tiền tuôn ra hết à. Cận gì là cô lo hết à, cô không có kể ra đâu. Mà mọi người nói cô có tiền vậy đó. Xong cái nói cô ơi, cô tu vậy chứ cô biết cô về đâu không? Cô nói bây giờ cô chưa chết, chừng nào cô chết cô mới thấy cô về đâu. Giờ cô đang còn tập tu. Nó nói chứ tôi thấy cô tu về tiên á. Cô biết không, người tu á mà muốn thành Phật đó thì à, như người đó có bao tiền thì về đâu cô? Cô nói có bao tiền thì ở lại với tiền chứ về đâu. Là ý là nói cô có tiền. À, đúng là mình rộng rãi, người ta nói mình có tiền mà ta hiểu lầm, trong khi nhiều khi người ta có nhiều hơn mình nữa. Nhưng nói cô có tiền chứ thực sự là cô là có cái này nó có hiệu lực. Con ơi giúp cho cái đồng đạo đó đi, người ta cần vậy. Chứ đâu phải của cô có đâu. Cô đi khuyên đi giúp đỡ mà hả? Người ta lại nghĩ là cô có tiền. Thành ra người ta nói cô chết sẽ ôm bao tiền mà chết. Thành ra cô cũng không quan trọng. Cô nói cô không biết cô ôm bao tiền không, chứ bản thân cô tu sao mới đậu, có cái cấp quý vợ ở đậu rồi chú. Cô nói vậy. Tại vì cô buông xả hết mà, cô đâu mang cái gì đâu. Thì cô nói là cuộc đời này á, sanh qua tử lại nó vô thường, thấy đó rồi mất đó, có cái gì là của mình đâu. Bây giờ cô đi về, cô ham lãnh một cái chùa cho bự cho to, rồi cô cũng sẽ ở lại với cái chùa này. Tại vì hằng ngày cô cứ lo đối nội đối ngoại, con muốn ở trong chùa ở giáo hội đó, nó đi yêu cầu cái gì có cái đó. Dạ. Không phải đơn giản như gà buộc lắm hả cô? Cô được thoải mái như mà tôi cấp nhưng nhà. Mà nói như cô thì tại vì cô cũng không có cái sự háo thắng. Còn người ta háo thắng, người ta yêu cầu người ta có tù cho to mặt lớn, nhiều cái chùa là được rồi, được người ta khen. Ta được vậy đó. Nhiều người có một cái chùa là được chùa Đông chùa Tây. Có như sư cô đó bệnh dập dưỡng chết, cô nói ủa sư bệnh hoài sư cất chùa chi nhiều vậy sư? Cất để lại cho hậu cho chúng sanh, ta có nơi gieo duyên cho chúng sanh. Con nói xong bây giờ con không biết chúng sanh nào vô đây mà con thấy sư mướn sinh viên nó vô dọn dẹp không, không có một bóng nào mà ở trong cái chùa. Ở trước sau cô cái cốc ở mình nó gì, cái chùa mà ở con mình á, là con thấy không, con thấy ê hề. Vậy mà người ta vẫn vô minh á, người ta không phải là người ta không biết đâu, mà người ta vẫn phải làm vậy để người ta được cái danh á, là bà đó có cái chùa to vậy đó. Người ta đem đi cái danh mà trong khi đó người ta không biết cái cuộc đời này mà phát chúng sanh nó đau khổ lắm, nó mặn ăn khó khăn dữ lắm. Mà bây giờ không lẽ nhà sư này xin tiền không lẽ không cho bản thân cô ha? Ngày xưa ở ngoài đời á, khi mà chùa vô cái chùa nói con ơi bữa nay Vũ Lan ai cũng có tên đăng ký rồi còn con có đăng ký gì không, bây giờ thiếu gì sư phụ, bây giờ bánh tráng, dạ thôi con cúng dường năm thiên đi, về nhà mượn tiền góp đưa cô hả con. Ngày xưa cô chưa xuất gia mà ý là cô nghĩ nhớ tới cảnh của cô, mà bây giờ cô thương Phật tử. Nhiều khi mình khuyên góp Phật tử nó cũng không có tiền luôn, mà nó vì cái lời nói của chủ trì mà nó muốn có phước, nó gán nó đi về, nó dây nần nó đi mượn nó đưa vô cho mình, mà trong khi mình không biết dừng lại, mình cứ đòi hỏi hoài. Cho nên bây giờ cô sống là cô biết
ăn phòng thủ thường, nghĩa là yêu cầu có chút che nắng che mưa cho cô, rồi cô sống quan mà ông Phật thương con ơi, vừa hết tiền tự có nữa cái con chút đỉnh vậy đó, dạ. Đắp đổi mua thức ăn vật uống ở đây, gạo rồi nước tương rồi hết cô. Ở đây thì đâu có ai mà cúng dường giống như Lâm Viên, nhưng mà cô cũng đâu cần, vì cô ăn 5 kg gạo là biết bao lâu rồi. Cô ăn gạo lứt có rau thì cô luộc là xong. Nó thành ra bây giờ cô sống cách rất là an lạc. Ở đây tuy rằng nó con nhìn thấy như vậy mà cô rất là thấy an lạc. Thôi sáng giờ cô cũng chia sẻ nhiều rồi, cô mệt rồi thôi con nghỉ đi cô. Sáng giờ thì không biết đủ duyên. Cảm ơn cô nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe. Có khi là con tụi con trở lại đây nhờ cô giao duyên nữa. Cô nói đại một hồi cô không biết có đúng có sai gì, không biết có lập lời cho những người mà...